Cảnh báo rủi ro bắt chước chăm sóc da tức thời trên TikTok. Quý vị thân mến, nền tảng mạng xã hội TikTok với những video ngắn, bắt mắt, dễ theo dõi, nắm bắt xu hướng ăn xổi của người dùng đã lan truyền nhanh chóng những nội dung của các TikToker. Tuy nhiên, không phải nội dung nào cũng an toàn và lành mạnh. Ngày nay, làm đẹp kiểu mì ăn liền ngày càng trở nên phổ biến. Và nếu như người xem quá tin tưởng vào những đoạn video cho thấy sự thay đổi trước, sau khi dùng sản phẩm thì có thể mang tới hậu quả khó lường. Các chuyên gia tại Mỹ đã đưa ra khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những sản phẩm có lợi tức thì như là các thành phần lạ hoặc kiểu chăm sóc da chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội TikTok, đặc biệt là các phương pháp làm đẹp được người có tầm ảnh hưởng đi quảng cáo. Và dưới đây là một số cảnh báo về chăm sóc da mà quý vị nên cẩn trọng. Thận trọng với những sản phẩm có lợi ích tức thì. Giáo sư da liễu Joshua Zegner tại Bệnh viện Mount Sinai tại New York cho biết, tôi thận trọng khi nhìn thấy các sản phẩm có lợi ích chỉ sau một đêm. Hầu hết hình thức chăm sóc da cần vài tuần, thậm chí vài tháng mới tạo nên hiệu quả khác biệt thay vì có hiệu quả tức thì. Tại thị trường Việt Nam đã từng lùm xùm vụ kem trộn có chứa corticoid dùng cho người bị chứng cá viêm hoặc dùng trong các sản phẩm làm trắng da. Corticoid có tác dụng rất nhanh chóng trong điều trị một số bệnh ngoài da, làm mịn và trắng da. Do đó, trong một số mỹ phẩm, kem trộn bôi ngoài da do các cơ sở sản xuất không rõ nguồn gốc đã lợi dụng để cho vào sản phẩm. Dùng lâu thì da sẽ bị bào mòn, giãn mạch máu, gây sung huyết và mụn. Ngoài ra, loại sản phẩm này còn gây hàng chục các tác dụng phụ nguy hiểm như là teo cơ, đục thủy tinh thể, tăng huyết áp, tổn thương gan, loãng xương. Do đó, những lời quảng cáo mỹ miều, công dụng tức thì chúng ta cần cẩn trọng. Tránh dùng những sản phẩm thành phần lạ. Người dùng chúng ta có thể tiếp cận với rất nhiều những lời khuyên từ việc chăm sóc da như là cách trị liệu mụn, dưỡng ẩm và chống lão hóa da. Tuy nhiên, nếu làn da bị mụn, nám hay là tàn nhang thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Tiến sĩ Ively, bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Los Angeles đã đưa ra khuyến nghị, người dùng cần xem xét các hoạt chất, đánh giá xem liệu chúng có phù hợp với mình hay không. Ví dụ, người có làn da khô nên dùng sản phẩm dưỡng ẩm chứa axit hyaluronic. Quay trở lại về thời xa xưa, các bậc nữ vương trong hoàng cung xưa kia cũng dùng các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên. Các sản phẩm được điều chế từ thảo dược thường lành tính hơn và ít gây ra tác dụng không mong muốn. Và tất nhiên, việc điều chế bảo quản cũng sẽ khó khăn hơn. Chúng ta có thể tham khảo các thảo dược thiên nhiên, ghi rõ các thành phần, nguồn gốc xuất xứ. Đặt câu hỏi về giá thành sản phẩm và công dụng của nó. Các chuyên gia cho biết, sản phẩm có chất lượng cao chưa chắc đã đắt tiền và ngược lại. Theo Phó Giáo sư Zegner, giá thành sản phẩm cao hay là thấp là dựa vào thành phần của chúng. Ngoài ra còn phụ thuộc vào chi phí hộp đựng, thử nghiệm và sản xuất. Vì vậy, các loại kem dưỡng ẩm hiệu quả đôi khi lại có giá rất rẻ. Một số sản phẩm được bác sĩ da liễu khuyên dùng có thành phần lành tính và đơn giản. Tất nhiên, có rất nhiều các sản phẩm cao cấp, giá thành cao cũng tương đương với lợi ích và sản phẩm mang lại. Đơn giản hóa quy trình dưỡng da. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người nổi tiếng chia sẻ về các quy trình dưỡng da 12 bước. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cũng cho rằng việc này có thể gây hại, làm quá tải cho làn da. Trên thực tế thì có nhiều người có làn da rất đẹp, cũng chỉ cần một tuýp sữa rửa mặt làm sạch và dưỡng nhẹ nhàng là đủ. Tiến sĩ Lee cho hay, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da có thể gây mụn hoặc kích ứng. Người dùng nên hiểu rõ về làn da của mình và chăm sóc da một cách chậm rãi, thận trọng. Lưu ý, theo dõi khi bắt đầu kết hợp các sản phẩm mới trong quy trình hàng ngày. Điều đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm có chứa retinol hoặc axit tẩy tế bào chết dễ gây kích ứng hoặc mẩn đỏ. Và qua một thời gian quan sát thì Nguyên Ngọc cũng có thấy nhiều chị em, nhất là những người ở độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, bắt đầu có các dấu hiệu lão hóa, nám sau sinh hoặc mụn ẩn. Xin được chia sẻ một chút là bản thân Nguyên Ngọc trước đây cũng không biết chăm sóc da và đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Và đầu tiên, chúng ta hãy nói với nhau là cần hiểu về làn da của mình. Thì hiểu về làn da nghĩa là như thế nào? Nghĩa là xem da của mình là da khô, da dầu hay da hỗn hợp, thiên khô, thiên dầu, v.v. Ví dụ, nếu da mụn nhưng cấp ẩm quá nhiều cũng sẽ là môi trường cho mụn tăng thêm. Trước khi xác định dùng lâu dài một sản phẩm thì chúng ta thử dùng và quan sát sự thay đổi. Với các sản phẩm tự nhiên có thể không có tác dụng ngay lập tức kiểu sau một đêm nhưng sẽ có tác dụng lâu dài tùy tình trạng mỗi người, lâu hoặc nhanh thấy kết quả.
nếu được sử dụng các thành phần có hoạt chất tốt, có thể thấy hiệu quả nhanh hơn, sạch căng và dễ chịu hơn. Và có một điều quan trọng trong chăm sóc đó là làm sạch da. Dù chúng ta có dưỡng ẩm đắt tiền, xịn đến đâu, nhưng nếu không tẩy trang hay là rửa mặt đúng cách thì đây cũng là nguyên nhân gây mụn ẩn, mụn bọc, mụn đầu đen, nám sạm. Da cũng cần được thở, được lưu thông. Một tuần chúng ta nên tẩy da chết một lần để các dưỡng chất cung cấp cho da được thẩm thấu tốt hơn. Và thưa quý vị, da và tóc cũng có ngôn ngữ của mình. Một làn da đẹp trông sẽ trẻ hơn tuổi. Một mái tóc đen mượt cũng là biểu hiện của bản thân khỏe mạnh. Vì vậy, không chỉ cần chú ý đến việc chăm sóc da mà còn là chế độ dinh dưỡng, ăn ngủ đúng giờ. Và với các bước chăm sóc sau đây đều có thể áp dụng cho cả nam và nữ. Đầu tiên là việc tẩy trang nếu trang điểm, sau đó là rửa mặt, toner, serum và kem. Nếu ban ngày thì dùng thêm kem chống nắng. Có một số người nói rằng khó nhớ dùng cái gì trước, cái gì sau thì chúng ta cứ nhớ rằng dùng thứ tự từ lỏng tới đặc, độ pH từ thấp đến cao, cho da nghỉ khoảng vài phút rồi tiếp tục sử dụng loại tiếp theo. Khi dùng kem chống nắng thì nhất thiết cần sử dụng sữa rửa mặt để rửa sạch vào cuối ngày. Và chúng ta biết là cuộc sống hiện đại ngày nay sinh ra rất nhiều khói bụi, ánh sáng xanh từ máy tính hay là điện thoại hay là tia UV, môi trường độc hại hơn xưa rất nhiều. Nên các bác sĩ khuyến cáo nên sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Và còn một điều nữa đáng chú ý là quan niệm của chúng ta về một làn da khỏe là như thế nào. Đối với người châu Á thì da khỏe không phải là trắng như người phương Tây mà là một làn da căng mướt, láng mịn, đều màu, đó là một làn da khỏe. Vâng, quay trở lại với cảnh báo của Phó Giáo sư Joyner và Tiến sĩ Lee về các sản phẩm chăm sóc da kiểu DIY, do it yourself, tức là tự làm tại nhà, ví như mặt nạ hay là nước ép trị mụn làm căng và trắng da. Trên TikTok có nhiều người nổi tiếng quảng cáo về bộ dụng cụ lăn kim tại nhà. Các chuyên gia nhận định dụng cụ này có thể gây thương tích nếu không sử dụng đúng cách. Các phương pháp tẩy tế bào chết hoặc lột da tại nhà cũng cần liên hệ trước với các bác sĩ da liễu. Quý vị thân mến, ông bà ta xưa kia có câu nhất dáng nhì da. Da là một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người. Do đó, sử dụng bất kể sản phẩm nào lên da, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cẩn thận quý vị nhé. Và ở video này, Khỏe Tự Nhiên cũng mong muốn mang lại cho tất cả chúng ta những kiến thức cơ bản về chăm sóc và bảo vệ da. Không nên tự ý pha trộn để làm đẹp khi chưa hiểu về thành phần tỷ lệ. Với một làn da khỏe, tươi tắn cũng khiến cho cuộc sống của chính mình và những người xung quanh được hưởng lợi ích. Thay mặt cho những người làm chương trình, Nguyên Ngọc xin được cảm ơn tất cả quý vị đã xem video. Và nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người hơn được biết đến. Kính chúc quý vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!